Lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ tư mùa Chay, ngày 24 tháng 3 năm 2023. i lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ tư mùa chay ngày 24 tháng 3 năm 2023. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 3 cũng là ngày thứ 31 trong 40 ngày tĩnh tâm mùa chay với chủ đề dấu chân trở về. về với chủ đề dấu chân trở về. Ngày hôm nay thứ sáu chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các tội nhân những người có những dấu chân đi hoang dấu chân đi lạc dấu chân sai đường xin cho họ quay trở về với dấu chân lòng thương xót nhất là những người bỏ xưng tội rước lễ bỏ đi lễ chủ nhật nhiều năm nhiều tháng khô khan nguội lạnh những người dính vào những tệ nạn xã hội cờ bạc rượu chè xì ke ma túy thuốc lắc cá độ bóng đá, mê game, mê sắc dục. Nhất là những người bây giờ đang đi vào con đường lạc giáo, ly giáo và tà giáo. Xin Chúa giải thoát họ khỏi quyền lực của ma quỷ, của sự giữ. Khó khăn nhất là họ không biết rằng họ đi vào ly giáo, lạc giáo. Bè rối, họ lại tưởng rằng họ đang đi vào chính đạo. Họ mới là đạo thật. Và đó là cái khó khăn nhất để họ quay trở về vì chỉ khi nào thấy mình sai đi lạc mới quay trở về họ đang nghĩ rằng họ đi đúng đường hà cớ gì phải quay trở về và có khi họ lại cho rằng chính chúng ta lại là những người lạc đường cần phải quay về với họ đó là điều trong tuần kiểu nhật kính lòng thương xót Chúa có một ngày cầu nguyện cho những người lạc giáo ly giáo đó là những vết thương đầm thấu trên tìm Chúa chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em ấy để họ được ơn hoán cải quay về với lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau chủ Nhật thứ tư mùa chay. Bài đọc 1 trong sách khôn ngoan chương 1 câu 2a, câu 12 đến câu 22. Bài trích sách khôn ngoan, quân vua đạo suy tính sai lầm, chúng bảo nhau ta hãy gài bẫy tên công chính vì nó chỉ làm vướng chân ta nó chống lại các việc ta làm trách ta vi phạm lề luật và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo nó tự hào là mình biết thiên chúa xưng mình là con của đức chúa nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng của ta thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi vì nó sống thật chẳng giống ai lối cư xử của nó hoàn toàn lập dị. Nó coi ta như bọn lọc lừa, tránh đường ta đi như tránh đồ dơ bẩn. Nó tuyên bố rằng thật lắm phúc nhiều may hậu vận của người công chính. Nó huynh hoang vì có thiên chúa là cha. Ta hãy coi những lời nó nói có thật không và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào. Nếu tên công chính là con thiên chúa hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù ta hãy hạ nhục và tra tấn nó để biết nó hiền hòa làm sao và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào nào ta kết án cho nó chết nhục nhã vì cứ như nó nói nó sẽ được thiên chúa viếng thăm chúng suy tính như vậy thật sai lầm vì ác độc mà chúng ra mù quáng chúng không biết những bí nhiệm của thiên chúa chẳng trông chờ người thánh thiện sẽ được thưởng công cũng không tin kẻ tinh tuyền sẽ được ân thưởng đó là lời chúa mấy anh xem lập lại câu đáp chúa gần gũi những tâm lòng tan vỡ chúa đôi đầu với quân gian ác xoa nhòa tên tuổi chung trên đời nhưng đế mắt nhìn người trinh trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu họ kêu xin và chúa đã nhận lời giải thoát khỏi mọi cơn nguy khôn chúa gần gũi những tâm lòng tan vỡ chúa gần gũi những tâm lòng tan vỡ cứu những tâm thần thất vọng ê chề Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân Nhưng Chúa kêu họ luôn thoát khói Chúa gần gũi những tâm lòng tan vỡ Xương cốt họ đều được chua giữ gìn Dầu một khúc cũng không dập gãy Chúa kêu mạng các người tôi tơ Ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ Chúa gần gũi những tâm lòng tan vỡ. Câu tung hô tin mừng. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Mình anh xem mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan, chương 7 câu 1 đến câu 2, câu 10, câu 25 đến câu 30 tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh gioan khi ấy đức giêsu thường đi lại trong biển galilee thật vậy người không muốn đi lại trong biển Giu-đê vì người do thái tìm giết người lễ lều của người do thái gần tới khi anh em người đã lên dự lễ thì chính người cũng lên nhưng không công khai và hầu như bí mật Bây giờ có những người ở Jerusalem nói: Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn đấng Kitô khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Lúc giảng dạy trong đền thờ đức giê lớn tiếng nói rằng các ông biết tôi ư các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư tôi đâu có tự mình mà đến đấng đã sai tôi là đấng chân thật các ông các ông không biết người phần tôi tôi biết người bởi vì tôi từ nơi người mà đến và chính người đã sai tôi Bây giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của người chưa đến. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta đã đi đến ngày thứ 31 của những ngày tĩnh tâm mùa chay chuẩn bị mừng chúa phục sinh ba mươi ngày đã trôi qua ba phần tư đoạn đường chúng ta đã đi nơi mỗi người đang có sự giằng co giằng co giữa con đường mình đi những dấu chân sai lầm sai lạc sai lối bây giờ phải trở về những dấu chân đúng đường đúng lối ngày xưa thì đi vào đường sai nẻo cụt Bây giờ đi vào đường ngay nẻo chính Trong ta có cái sự giằng co Giằng co giữa bóng tối và ánh sáng Giằng co giữa cái tốt và cái xấu Giằng co giữa điều thiện và điều ác Thế mình tĩnh tâm Không phải là mình tĩnh tâm là tâm mình yên ổn được đâu Mình càng tĩnh tâm bao nhiêu Thì ma quỷ nó càng khuấy động lòng của ta Khuấy động lòng của ta bởi những tư tưởng nghe thì có vẻ sôi tai, bởi những ý nghĩ nghe thì có vẻ hợp lý, hợp với kiểu của thế gian. ví dụ đơn giản tính gì mà tính lắm thế, người ta làm tĩnh tâm ba ngày là được rồi. có nơi có ngày mà có nương chẳng có tính tiết gì hết, có nơi thì cứ tĩnh tâm vào chủ nhật thì lễ ừ, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, chai giảng thêm tí. Cứ mỗi chủ nhật giảng thêm tí gọi là tính tâm. Thế thôi. Đủ rồi. Và con ơi thì không kiếm được chai giảng vòng tôi khỏi. Tự làm lấy. Đâu mà tới 40 ngày, va vừa vẩn. Có. Rồi chính trong chúng ta cũng lại có nhiều cái lý do. Bận rộn qua, mệt qua, mất thì giờ quá Mất thì giờ, bệnh rồi, mất sức. Ta lấy lý do mất đó, mất công, mất thì giờ, mất sức. Có khi kêu mất tiền bạc nữa. Vì thay vì ngồi uh, nghe giảng, bây giờ chạy uh, rap kiếm thêm tí. Bây giờ thay vì uh, ngồi nghe uh, tính tâm, ra uh, kia giữ xe kiếm thêm được mớ. Ta có nhiều lý do. Và ma quỷ nó bày lên trong chúng ta rất nhiều lý do nghe suy tài lắm. Còn những người khác thì không có ai mà ủng hộ. Họ lại còn về hùa với ma quỷ. Như tôi vừa nói. Thôi, đi uống cà phê đi. Ngồi đúng mà tĩnh cái gì nghe, nghe sao lắm thế. Rồi đi nhậu đi rồi tối về tĩnh. Nhậu xong rồi còn đó mà tĩnh với tiếc gì nữa. không <laughs> ạ? thôi nghe ca nhạc đi. Thôi lướt phim đi, lướt web đi. Cứ lướt vào youtube thác net nghe em cho lòng nói mà nói mãi mà không chán mà nói suốt. Thế không ạ? Bạn mở đi. Một bên là tĩnh tâm buổi chay, một bên là phim, một bên là ca nhạc. Rồi có khi thời sự nóng bỏng, bạn mở cái nào? Thời sự nóng bỏng hoặc là phim hot mới nhất rồi thời trang đi đá banh vua mê đá bóng giờ giữa à, thì cúp C1 chung kết với lại tính tâm à, ngày thứ 31 ông chọn ngay là nào hả bóng đá thôi bóng đá thôi còn cô kia thì à, đang chơi game tay cầm à, cái, cái ngón tay này chỉ dí cái là game dí cái là tính game mới tính dí cái nào dí game mới trả lời nhanh thế và suy nghĩ tí chứ phản xạ nhanh quá thì đó là con người của mình đấy thưa anh chị em đức đứa con người mình luôn luôn có rằng co như vậy à, 30 ngày rồi tròn đúng một tháng rồi đấy nếu mà có tháng ngày 31 thì nay là cũng là ngày thứ 31 đấy Tạ ơn Chúa vì vẫn còn những người kiên trì Vẫn còn những người thắng được căm dỗ của ma quỷ Thưa cha, chúng con vẫn không bỏ ngày nào Thưa cha, chúng con vẫn được nuôi dưỡng bằng chính lời Chúa mỗi ngày. Thưa cha, dù bận thế nào đi nữa, con cũng tranh thủ dành thời giờ để nghe những ngày tĩnh tâm này. Vì nó qua đi rồi, không lấy lại được. Qua đi rồi không lấy lại được. Mất một ngày tĩnh tâm là mất một ngày, chứ không có lấy lại được. Trong khi đó, nếu công việc này không làm mai còn làm được mà. Phải không? Hôm nay coi đã không coi thì mai coi lại được không vẫn được mà nhưng mà nếu mà bạn nghe lại thì là bỏ mất một ngày rồi mỗi ngày một chủ đề mà mỗi ngày Chúa nói với bạn một điều mà thế phải có sự sội trì đỏ xuyên suốt với chủ đề giấu chân trở về như hôm nay chúng ta nghe sách Khôn ngoan quân vua đạo bảo với nhau những người nói với chúng ta các bạn đang đi con đường lòng thư xót phải không các bạn đang đi tĩnh tâm phải không những người không đi con đường lòng thư xót những người không đi tĩnh tâm những người vô đạo bảo nhau rằng ta hãy gài bẫy hại tên công chính vì nó chỉ làm vướng chân ta nó chống lại các việc ta làm trách ta vi phạm lề luật và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo họ gài bẫy hại người công chính bẫy làm sao mình biết được mà tránh những kẻ thù giấu mặt mà họ trong bóng tối mình ngoài ánh sáng mà biết đâu đề phòng bạn đi con đường lòng thư xót họ gài bẫy trên đường bạn đi như bẫy nó rất là tinh vi vì họ cho rằng chúng ta làm vướng chân họ nó chống lại các việc ta làm trách ta vi phạm lời luật và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo rồi họ cho rằng là nó tự hào là mình biết Thiên Chúa, xưng mình là con của Đức Chúa. Nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng của ta, thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi. Nó tự hào là tông đồ lòng thương xót Chúa. Nó tự hào là những người đi vào con đường lòng thương xót. Nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng của ta, như mình đâu có chê trách ai đâu nhưng mà khi người ta có ý nghĩ xấu khi người ta có ý nghĩ tiêu cực khi người ta có ý muốn chống lại mình thì gặp mình người ta có cảm giác như là mình đang trách họ làm điều sai đang chê trách tâm tưởng của mình có đúng không ạ nếu mà bạn làm điều tốt gặp ai bạn nhìn thẳng mặt bạn chẳng ngại gì hết mà nếu mà bạn làm điều xấu Nhất là làm điều xấu với chính cái người đối diện Gặp họ là bạn thấy không dám nhìn thẳng mặt rồi Tôi thấy có những vị nói chuyện với tôi mà không dám nhìn thẳng mặt Tôi nói tại sao không dám nhìn thẳng mặt tôi mà nói Dù có quyền có chức gì thì cứ nhìn thẳng thắn mà nói Tại sao lại cứ phải ngó chỗ này ngó chỗ kia không dám nhìn thẳng mặt Có thể vì cảm giác như là họ đang chê trách tâm tưởng của mình Không dám nhìn mặt họ thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi. Có đúng không ạ? Bạn mà làm điều xấu gì bạn thấy người tốt mà thấy bạn chịu không được, Nhưng như thấy cái người tốt cái là bạn cảm giác như là họ biết tội của mình. Có đúng không? Bạn có cảm giác như thế không? Thấy mặt nó thôi là chịu không nổi, cùng phường với nhau, cùng bè cùng lũ với nhau là thấy nhau là giống như người xỉa ma túy nói thưa cha con cai được rồi trong uh, chỗ trung tâm cai nghiện tư nhiên của chúng tôi em nó cai được rồi nhưng mà không ai muốn về vì khi mà về rồi ấy, gặp lại những bạn cũ là tự nhiên là nó có cái mùi gì đó là nó đi lại mà nó lạ lắm vừa về cái như rồi thấy nó, nó thấy mật nó bu lại kiến nó thấy mật nó bu lại mình vừa về cái chiến hữu cũ mà cùng trích chắc với mình ngày xưa nó bu lại liền xấu nó tới liền còn khi mà nó bị dính chỉ em mà chú nó gặp chúng tôi thì nó, cảm thấy ngại lắm không dám nhìn mặt nhưng mà gặp cái thằng cùng phe với nhau là nó bám chặt với nhau nó chơi liền cũng vậy thôi nếu mà bạn là người mà tám hay tám lắm phải không gật thương nhau nó không tám mà nó còn chín nữa là gặp người mà bạn tám tám mấy cái là nó về hồi bạn là bạn thấy phấn khởi lắm phải không nhưng bạn khi bạn đang tám với một người mà họ cái người này không bao giờ nói xấu người ai không bao giờ nói về một người vắng mặt bạn nói với họ bạn có chịu nổi không thấy mặt nó là khó chịu rồi Thôi mày ơi nói với con nó nó cứ như đá nói nói thì nó còn bảo mình thôi đừng có nói chuyện người khác khó chịu nhìn thấy nó là khó chịu đúng không ạ cứ người mà xấu nhìn thấy người tốt là tự nhiên cái người xấu thấy mặt là không chịu được. Bạn đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Mà người nào mà chống lại lòng thương xót Chúa, cảm phá công cuộc đó, cứ thấy mặt bạn là họ không muốn nhìn nữa. Có đúng không? Thôi, gặp đó là mở miệng là lòng thương xót Chúa. Mở miệng là lòng thương xót. Gặp khó chịu, không... Có gì khi tôi đi tôi cảm thấy mình cô đơn giữa đám đông là vậy. Chẳng em muốn nói chuyện với mình à? chẳng ai ưa cái mặt mình cứ thấy là nó mở miệng là thấy sắp sửa lòng thư xót rồi đấy nó <laughs> không chịu được <laughs> và nó coi ta như bọn lừa lọc tránh đường ta đi như đồ như bẩn nó tuyên bố rằng thật lắm phúc nhiều may hậu vận của người công chính nó hoanh hoang vì có thiên chúa là cha ta đổ tội cho mình chứ mình có hoanh hoang gì đâu hoanh hoang vì lòng thư xót chúa có gì đâu mà hoanh hoang đó là mình chỉ tuyên xưng lòng thư xót Chúa, có gì hoành hoang, vinh danh lòng thư xót Chúa thôi. Nhưng mà người ta cho rằng là mình hoành hoang và người ta bảo rằng là nó tuyên bố lắm phúc nhiều may hậu vận của người công chính. Bao nhiêu người làm điều công chính làm điều tốt bị hại này, bị thiệt thòi này, đến đâu mà ra mà nó dám tuyên bố là lắm phúc nhiều may cho người công chính? thật thà thì thua thiệt lươn lẹo lại lên lương. Và chúng ta đó những cái điều mà người, nó đang nói là chúng ta đang bị tranh đấu giữa cái đó, đó. bóng tối và ánh sáng. Đó. làm sốt để làm cái gì? được cái gì? mất thì giờ, mất tiền bạc, mất công sức. đôi khi mất cả danh thơm tiếng tốt nữa không chừng. rồi bị hiểu lầm bị nghi ngờ, bị chống đối, bị phản bác, bị loại trừ. Nào, loại đi. Mày chọn ý. Ma quỷ nói, Faustina, mày đừng có nói gì. Với lòng thứ nhất Chúa là mày yên, mày cứ sống như một nữ tu bình thường đi. Rồi chị em quý mến bề trên tin tưởng. Cứ động lòng thứ nhất Chúa là bề trên nghi ngờ và chị em ganh tị, ghét bỏ. Faustina cũng bị tranh đấu, cũng bị thử thách. Và Faustina cũng nói với Chúa là, thôi Chúa, chú yêu, giao nhiệm vụ đó cho ai đi cho bề trên giáo tập mấy chị em đạo đức tốt lành thánh thiện con yếu đuối bệnh tật rồi học mới lớp 3 mà nói ai tin nói người ta bảo khùng bảo mát bị quỷ ám thôi chú ơi nghỉ. Chú như người khác điều đó mà quỷ nó luôn luôn ở nơi mình dành giật mình như tôi kể chuyện đó đi lễ thì mất khách về thấy không bán được mà không đi lễ thì thấy bán được à, đi lễ thì uh, uh, chẳng có khách đến nhiều tiền tiếp không có bao nhiêu mà không đi lễ thì uh, khách nhiều và tiền tiếp nhiều thấy chưa những cái thử thách như thế và trong đây cái sự giữ nó vẫn nói tiếp ta hãy coi những lời nó nói có thật không và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ như thế nào cứ để thử coi, đi lễ coi. Có làm được đồng nào nhiều hơn mình đâu. Mấy đứa không đi lễ, nói với nhau, đó mày coi nó đi lễ đấy. Giờ có khách đâu, tiền tiếp đâu. Chúng ta ha, 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 không lễ mà khách qua trời, tiền tiếp qua trời. Anh chịu nổi không? Bạn chịu nổi không? Đó, không nói về lòng thương cho Chúa, lên chức vù vù. Đi sau về trước, lớp đàn em cả bao nhiêu lớp bây giờ nó cứ lên chức này chức kia mình gần xuống lỗ rồi mà ông cứ lòng thường xót mãi nó bảo anh long rồi thôi anh ơi nghỉ đi anh ông ơi nhiều người khuyên tôi thôi nghỉ đi may là trước khi chết còn được cái chức gì nó ngóc đầu lên thế gần còn cứ lầm lũi mãi đến bao giờ thấy chưa anh chị em thấy nơi tôi cũng vậy nơi anh chị em cũng vậy chúng ta luôn luôn có một cuộc đấu tranh bóng tới và ánh sáng ở trong ta thiên thần bác quỷ cũng ở trong ta nếu tên công chính là con thiên chúa hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi địch thủ. Nếu là con thiên chúa, ta hãy hạ nhục và tra tấn nó để biết nó hiền hòa như thế nào. Phải thử xem nó nhẫn nhục cỡ nào. có mày hiền hòa và nhẫn nhục à. Rồi, súng lại hạ nhục và tra tấn nó. Đầu quá chịu nổi chửi âm lên bây giờ ấy chứ. Hiền đâu mà hiền nhẫn nhục mãi một vừa hay một vừa hai phải thôi ép quá ai chịu nổi chó cắn cùng đường chó cắn đang chịu phải không đuổi chó cùng đường cắn đang chịu nhưng mà ta thử coi mày nói mày lòng thư xuất chúa ta thử mày coi mày tin vào chúa mày tín thác vào chúa mày được cái gì ma quỷ nó nói với Faustina nói với cha Sopoko và cũng nhiều người chúng ta ngày hôm nay đấy. Mày đi con đường lòng thứ Rốt, chúa thì mày được cái gì? Chúa nói với Phôstina, đường lòng thứ Rốt là đường thập giá. Là đường đau khổ. Và càng đau khổ thì càng đúng đường, càng đau khổ con càng siết chặt vào với ta và càng đau khổ con càng nên giống ta, đó được cái đó đó. Tôi được nên giống Chúa. Thôi cứ hạ nhục đi. Cứ cha tấn đi Cứ bỏ rơi đi Cứ cho tôi là đồ phế thải đi Không sao cả Chân thành cảm ơn Vì nhờ vậy Tôi được nên giống Chúa Tôi thì Có dịp để đền tội tôi Đền tội đời này Khỏi đền tội đời sau Cảm ơn những người hạ nhục tôi Cảm ơn những người Tra tấn tôi cảm ơn những người loại trừ tôi nhờ các người mà tôi được nên giống Chúa tôi được siết chặt vào với Chúa còn nếu không nếu mà vinh quang quyền lực tiền bạc chức tước coi chừng tôi đã lạc xa Chúa dấu chân của tôi là dấu chân lạc đường dấu chân của tôi là dấu chân đi hoang có tiền mà muốn đi đâu đi có quyền muốn làm gì làm có chức tước địa vị ai dám coi thường đúng không ạ tôi không loại trừ ai ai dám loại trừ tôi tôi không chơi ai nào dám chơi tôi quyền lực chức tước địa vị tiền bạc được hạng nhục nó đi tấn công nó đi nào ta kết án cho nó chết nhục nhã vì cứ như nó nói thìn chúa sẽ viết thăm nó Chúa viếng thăm kết án cho chết nhục nhã như Chúa Giêsu bị kết án nhục nhã trên thập giá. Nếu ông là con Thiên Chúa thì ông cứu ông và cứu chúng tôi đi. Nếu ông là con Thiên Chúa thì ông xuống khỏi thập giá để chúng tôi tin. Điều đó hợp lý không? Quá hợp lý chứ. Được. Chuyện nhỏ. Ta à đây. Lại sái tìm sái cổ luôn phải không? Dì dù dì xuống lại trời đóng đinh ông như vậy mà ông gỡ cái một ông xuống kìa Trời mẹ ơi, thôi mẹ ơi chưa Chú làm không? Không làm Lệnh cha Sao cha nỡ bỏ con Trên thập giá chú cũng bị như thế Sao cha nỡ bỏ con Kết án cho nó chết nhục nhã Coi thiên chú có viếng thăm nó không Đó ông ngon ông gọi chúa cứu ông đi bằng đấy điều mà chúng ta nghe lời chúa nói tiếp chúng suy tính như vậy thật sai lầm vì ác độc mà chúng ra mù quáng khi tâm địa mình ác độc khi mình có giã tâm thì mình dễ mù quáng mình để cho cái sự thù hằn, Để cho những cái cảm xúc Để cho những cái cảm nghĩ Nó làm cho mình mờ mắt lương tri và lương tâm Gọi là mù quáng, Không còn biết đâu là lẽ phải Đâu là sự thật Tức quá mà Nhìn cái mặt đó là tức rồi Nhìn cái mặt đó là phát ghét rồi Suốt ngày lòng thương xót Suốt ngày giang tay cầu nguyện Suốt ngày chủ mân côi Suốt ngày lời chúa nghĩ em một phát chán Điên lên Im đi Nói gì nói hoài vậy Mù quáng hết rồi Đem đập hết cái mấy cái máy này đi Để làm cái gì? Lời chúa lòng thứ xót gì Chắc hết Vì độc ác mà ra mù quáng Chúng không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa Không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa Không trông chờ người thánh thiện sẽ được thần công và cũng không tin kẻ tinh tuyền sẽ được ân thưởng. Nhớ, thánh thiện sẽ được thưởng công, tinh tuyền sẽ được ân thưởng. Họ không biết đâu. Họ không biết đâu, họ không hiểu đâu. Bí nhiệm của Thiên Chúa đó là mầu nhiệm của đau khổ, mầu nhiệm của cái sự giữ. Chúa cho sự giữ lộng hành. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng ta cho phép ma quỷ nó thử thách con nó làm khó con trong mức độ ta cho phép nó không thể tự tung tự tác được đâu ta cho phép nó thử thách để biết đâu là vàng thật đâu là vàng giả chứ đâu là người tín thác đâu là người chỉ có tín thác nơi miệng chứ phải có khó khăn thử thách ta không biết ta không biết Tại sao như thế? Tại sao như thế? Tín thác là không biết được tại sao mà vẫn tín thác. Không hiểu được như thế nào mà vẫn tín thác. Vì Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng vậy. Người do Thái tìm giết chú. Sự giữ đấy. Nhưng mà chú chấp nhận chính người cũng lên Dự lễ nhưng không công khai và hầu như bí mật Và họ tìm cách bắt người Nhưng chẳng có ai tra tay bắt Vì giờ của người chưa đến Chúa cho phép sự giữ chỉ Làm được trong mức độ nào đó mà thôi Chứ không phải tự tung tự tác Muốn làm gì thì làm Trong tầm quyền soát của Chúa Họ muốn tìm giết Chúa Chúa không đi công khai nữa Hầu như bí mật Không có tội gì Ta cứ phải đương đầu với cái sự giữ sự ác làm gì Chúa nói nếu họ bắt thành này Thì trốn sang thành kia Mình không có dạy dột gì mà Húp đầu vào cái tảng đá để mà bẻ đầu Thấy tảng đá chăn lối thì đi lối khác Con đường lòng thương xót Chúa không phải là con đường Đương đầu hay là đối đầu đến thành này họ không đón nhận thì phủi bụi chân mà ra đi họ không đón nhận lòng thương xót Chúa thì đi chỗ khác tôi nói đừng cố làm gì đừng tức đừng giận làm gì họ không đón nhận đó là quyền tự do của họ và họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa bổn phận của mình là đi loan truyền lòng thương xót Chúa chứ không phải là đi bắt người ta phải tin vào lòng thương xót Chúa tin hay không tin là chuyện của người ta loan truyền hay không loan truyền là chuyện của mình nắm không ạ và đó là trách nhiệm của mình Còn việc người ta tin hay không tin Chúa nói với Fustina là nói chuyện của ta với họ Họ phải trả lẽ trước mặt ta Cho nên Họ tìm cách bắt người Nhưng không có ai trả tay bắt Vì giờ của người chưa đến Không thể Để cho sự giữ hoàn toàn thắng thế Chúa nói cũng có lúc công cuộc lòng thương xót chúa, chúa tưởng như bị tan nát hết. Nhưng trong chương trình của Chúa nó sẽ đi đến đích. Sẽ đi đến đúng đường lối mà Chúa đã hoạch định từ trước. Sẽ có lúc lòng thư xót Chúa bùng lên mọi người đón nhận lòng thư xót Chúa. Và để làm được điều đó, Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta hãy bắt tay vào. Cộng tác với Chúa, cùng với Chúa để loan truyền lòng thư xót Chúa. Bất chấp những kẻ vô đạo, bất chấp bóng tối mà quỷ sự giữ bên ngoài cũng như bên trong tìm mọi cách cản phá công cuộc này. Hãy tin rằng giờ Chúa chưa đến thì không ai làm gì được đâu. Mình xem lấy kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 9 cùng đọc kinh rước Lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh con kinh mến Chúa trên hết mọi sự cùng ước ao chịu lấy chúa trong linh hồn con song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu chúa cho thật được thì xin chúa ngữ vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy chẳng khác gì như chúa đã ngữ vào thật thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng chúa cho chọn xin chúa chờ để cho con lìa bò chúa bao giờ amen chúa ở cùng anh chị em xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thanh thần ban phúc lành cho anh chị em chúc anh chị em luôn được bình an con quay cuồng ngược xuôi dòng đời trôi đã bao lần